chào mọi người đến với nhạc cụ Sơn Thăng. Hôm nay nhạc cụ Sơn Thăng giới thiệu với mọi người cây đàn Yamaha E363. Cây đàn này rất là nhiều tính năng vượt trội để chúng ta có thể học tập với tầm giá dòng đàn học sinh, nhưng mà rất là nhiều điều để chúng ta khám phá với cây đàn này. Ví dụ hôm nay nhạc cụ Sơn Thăng sẽ giới thiệu với mọi người những tính năng vượt trội của cây đàn này so với những cái dòng đàn đời trước. Như những dòng đàn đời trước như E343, 353 thì nó chỉ cho mình lưu được một style vào cái mục flash memory, nhưng mà con đàn này thì nó có thể cho mình lưu được tới 10 style vào cái mục flash memory. Thành ra là mình có thể số lượng mình lưu rất là nhiều, rất là thích hợp cho việc mình học. Mình không mất thời gian thì mỗi lần mình chuyển qua style khác là mình cứ load vào một memory. Nhưng mà cái đàn này mình load một lần được 10 style. Không chờ đợi gì thêm nữa, bây giờ nhạc cụ Sơn Thăng sẽ cho mọi người nghe các giai điệu của cái đàn này nhé. Giai điệu được chép vào một flash memory. Điệu cha cha cha. Ok, đó là điệu cha cha cha. Bây giờ mình qua style kế tiếp, remix. Ok, style remix tiếp theo là Habarena. Cho mọi người nghe điệu Habarena. Ok, tiếp tục điệu Bolero. Nghe rất là dày như những cái đàn dòng lớn. Rồi tiếp tục mình qua style disco. Ok, tiếp tục style bút tông. Ok, tiếp tục điệu slow rock. Mình vừa nghe qua mấy style của cái đàn này, style mình đã chép sẵn vô một flash memory. Nó nghe rất là, nói chung là mình để mình tập học tập cỡ đó là cực kỳ ok. Ngoài ra cái đàn này có tính năng rất là vượt trội là mình có thể lưu được băng tiếng trên cái đàn. Bên nhạc cụ Sơn Thăng đã làm cho mọi người đầy đủ băng tiếng, ví dụ như là tiếng đàn ranh.
Ok, đàn tranh. Rồi sáo nè. Sáu, rồi tiếp tục string. Rồi tiếng đàn bầu luôn. Saxophone. Đó, cực kỳ là ok. Mình tầm cỡ đó là mình nghe âm thanh nó rất là hay. Rồi tiếp tục mình nghe qua tiếp tiếng Sinis. Mấy cái tiếng này mình có thể chơi được DJ điệu disco. Tiếp tục. Ok. Brass. À, các bạn có thể thấy những tính năng rất là hay của cây đàn này. Nó có thể lưu được 10 style vào cái một flash memory. Ngoài ra bên mình đã chép sẵn cái băng tiếng. Băng tiếng này thì thường thường các bạn lưu băng tiếng trên mấy cái đàn nhỏ, nó thường thường nó sẽ nhảy tempo, nó nhảy tông, nó nhảy với lại là volume style. Nhưng mà bên mình đã có một phần mềm trên máy tính, bên mình đã khóa sẵn tiếng đó, thành ra là các bạn khi mà mình đổi tiếng, đổi điệu thì mình không có lo bị nhảy điệu hoặc là nhảy tông. Nên các bạn mua đàn này để học tập thì cực kỳ là ok. Nếu các bạn thấy video ok thì mình có thể đăng ký để mình theo dõi những video mới để mua các sản phẩm mới tại nhạc cụ Xuân Thăng, cũng như là giới thiệu các dòng đàn hoặc là cách sử dụng các dòng đàn, cách chép style vào mấy cái đàn nhỏ này. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.